Microsoft phát hiện tin tặc Nga đang nỗ lực tấn công can thiệp bầu cử giữa kỳ. Microsoft cho biết đã phát hiện ra những nỗ lực mới của Nga tấn công nhắm vào các nhóm chính trị Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Công ty cho biết một nhóm hacker liên quan đến chính phủ Nga đã tạo ra các tên miền Internet giả mạo để nháy hai tổ chức bảo thủ Hoa Kỳ, bao gồm Hudson Institute và International Republican Institute. Ba tên miền giả khác được thiết kế trông giống như website của Thượng viện Hoa Kỳ. Microsoft không cung cấp thêm chi tiết mô tả các website giả mạo. Vài tuần trước đây, Microsoft cũng phát hiện tin tặc Nga đã cố gắng xâm nhập mạng lưới máy tính tại Thượng viện của Thượng nghị sĩ Claire McCaskill, nhưng không thành công. Những nỗ lực tấn công của Nga gần đây tương tự như các cuộc tấn công vào mùa bầu cử tổng thống năm 2016. Theo các viên chức tình báo Hoa Kỳ nói rằng, các cuộc tấn công này nhằm giúp ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump chiếm được ghế tổng thống bằng cách bôi nhọ đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton. Brad Smith, chủ tịch và giám đốc pháp lý của Microsoft cho biết, trong một cuộc phỏng vấn, lần này các hoạt động chủ yếu tập trung tấn công, đánh phá nền dân chủ. Ông Smith cho biết, không có dấu hiệu cho thấy các tin tặc đã thành công trong việc lôi cuốn mọi người nhấp vào các website giả mạo để lan truyền tin tức giả. Do đó, mục tiêu tiếp theo có thể là xâm nhập máy tính để giám sát và trộm cắp dữ liệu. Cả hai tổ chức bảo thủ cho biết họ đã cố cảnh cáo các cuộc tấn công qua email gián điệp vì công việc thúc đẩy dân chủ của họ thường xuyên bị các chính phủ độc tài theo dõi. Phát ngôn viên của Viện Hudson David Tell cho biết, chúng tôi rất vui vì công việc của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của các thành phần xấu. Có lẽ chúng ta đã gây được hiệu ứng. The International Republican Institute được dẫn dắt bởi một hội đồng gồm có 6 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và một nhà phê bình Nga nổi tiếng, một ứng viên tiềm năng cho ghế thượng nghị sĩ Mitt Romney, người đang đại diện cho tiểu bang Utah vào mùa bầu cử tới. Microsoft gọi nhóm tấn công là Storm Team. Nhiều người khác gọi nhóm này là Strontium hoặc APT-20A. Một bản cáo trạng của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller gọi nhóm tấn công được hậu thuẫn bởi cơ quan tình báo Nga là GRU. Trong cuộc điều tra năm 2016 liên quan đến việc tấn công email của Ủy ban Quốc gia Dân chủ và chiến dịch tranh cử của Clinton. Nhằm cảnh giác Hoa Kỳ, Iran tăng cường sức mạnh quân sự, công bố chiến đấu cơ mới. Hôm thứ Ba, Iran cho biết họ sẽ tăng cường sức mạnh quân sự và công bố chiến đấu cơ mới giữa bối cảnh gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ cùng với các đối thủ trong khu vực Trung Đông. Ông Rouhani nhấn mạnh, tại sao Hoa Kỳ không dám tấn công chúng ta? Bởi vì sức mạnh của chúng ta, bởi vì họ biết hậu quả. Tương trước lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei cũng nói rằng Hoa Kỳ tránh đối đầu quân sự với Tehran, có thể vì ngại sức mạnh quân đội của Iran. Ông Khamenei đã từ chối đề nghị đàm phán vô điều kiện của Tổng thống Trump về thỏa thuận hạt nhân mới. Do vậy, trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, Tổng thống Trump nói, nếu phía Iran muốn đàm phán, điều đó tốt thôi, nhưng nếu họ từ chối, tôi cũng không thể xem nhẹ vấn đề. Quan hệ giữa Washington và Tehran trở nên tồi tệ sau khi Tổng thống Trump rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận kiềm chế chương trình hạt nhân Tehran hồi tháng 5. Tổng thống Trump chỉ trích đây là một thỏa thuận đầy thiếu sót vì không quy định về chương trình hỏa tiễn của Iran hoặc đề cập đến các xung đột tại Syria và Yemen. Ông đã tái áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ lên Iran sau đó. Ông Rouhani đã so sánh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ với cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ, Trung Cộng và các chính sách quan thuế mới đánh lên hàng hóa nhập cảng từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu. Ông nói, không chỉ Iran không tin tưởng Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Cộng và những đồng minh của nước này như Canada cũng không tin họ. Trước đó, ông Rouhani đã tham dự một buổi lễ được phát sóng trên kênh truyền hình Iran, bao gồm màn giới thiệu một chiếc máy bay chiến đấu do nước này sản xuất mang tên Khosa, có khả năng mang nhiều loại vũ khí khác nhau và được sử dụng trong các nhiệm vụ hỗ trợ trên không. Iran đã gửi vũ khí và hàng ngàn binh lính đến Syria để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến nước này. Tuy nhiên, vì lực lượng không quân không đủ mạnh, Iran đã yêu cầu Nga giúp đỡ. Lực lượng không quân Iran khá giới hạn,
chỉ gồm vài chục chiến đấu cơ theo mô hình máy bay chiến đấu cũ của Hoa Kỳ hoặc Nga được mua trước cuộc cách mạng Iran năm 1979. Vào năm 2013, Iran công bố một chiến đấu cơ mới gọi là Qajar-313. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số chuyên gia đã nghi ngờ về sự tồn tại của máy bay này. Mặc dù phải đối mặt với các lệnh cấm vận quốc tế và các lệnh cấm nhập cảng nhiều loại vũ khí, nhưng Iran đã phát triển một ngành công nghiệp vũ khí lớn trong nước.